Rồi chào hết tất cả anh em và các bạn, thì trở lại với buổi sáng ngày hôm nay thì mình đi giao lúa giống các bạn, giao hai xe lúa giống cho ông anh ở trên An Giang. Ông anh không làm lúa cũng nhiều các bạn, thì những anh em đây ta làm tới mấy trăm công rồi. Thì với cái đống vỏ chai này thì ảnh hay sử dụng hàng của Hợp Chí và Tân Thành. Phân bón thì cũng chung phanh với mình nha các bạn. Đầu trâu thì EA1. Và thì ảnh nông dân nhưng mà ảnh cũng có lò sấy luôn nè các bạn. Chung phanh đầu trâu với mình. TE